Vâng, chào các em. Ở bài trước, thầy đã hướng dẫn cho các em thực hành bài 27, bài đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với động mạch mắc nối tiếp. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các em bài 28 thực hành đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với động mạch mắc song song. Thì thực tế là cái mục tiêu của bài trước các em học là các em phải biết lắp được hai bóng đèn mắc nối tiếp. Sau đó chúng ta phải đo được cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với động mạch mắc nối tiếp. Từ đó chúng ta đưa ra một cái quy luật về cường độ dòng điện và quy luật về hiệu điện thế đối với động mạch mắc nối tiếp. Thì hôm nay cũng vậy, hôm nay chúng ta phải biết được cách mắc hai bóng đèn mắc song song và sau đó chúng ta sẽ đo cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn và đo hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn. Từ đó ta đưa ra quy luật về cường độ dòng điện và quy luật về hiệu điện thế đối với động mạch mắc song song. Đấy. Thì về thao tác chuẩn bị thì sách giáo khoa có viết rõ ràng các em chuẩn bị bộ mạch điện gồm hai bóng đèn và một số đoạn dây nối, một quân kế để đo hiệu điện thế, một ami kế dùng để đo cường độ dòng điện. Hầu hết là thông qua bài thực hành bài 27, nhiều em đã hướng dẫn kỹ rồi vẫn không xác định được độ chi nhất và giới hạn đo, và nên các em đọc không được kết quả, các em hầu như các em viết hầu như là sai. Nên ở video này á, tôi sẽ bỏ ra một chút thời gian để nói lại về việc xác định giới hạn đo và độ chi nhất. Còn đối với em nào đã nắm rõ rồi thì các em có thể tua qua video. Đầu tiên, đối với cái ami kế này á, các em thấy có chữ A không? Thì ở đây nó có hai giới hạn đo. Khi các em đo thì các em chuẩn bị trước đi, các em nên lắp dây vào trước đi ha, lắp dây vào trước. Nếu chúng ta chọn giới hạn đo là 0,6 A thì các em cắm vào đây. Còn nếu em chọn 3 A thì các em cắm vào đây. Thì trong quá trình đo chúng ta nên chọn 3 A đi, nên kết quả đọc đo nó sẽ dễ hơn. Đối với nhiều em thì nó sẽ thấy nó dễ hơn. Đây. Thì đây chính là giới hạn đo là 3 A. Vậy các em đọc cái miền trên á, các em đừng có quan tâm những cái số ở dưới, các em chỉ nhìn vào số ở trên thôi. Đấy là 0 đến 3 A. Thì từ 0 đến 1 A á, nó chia ra là 10 khoảng chia. Được chưa? 10 khoảng chia. Các em đếm đi, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 khoảng đúng không? Vậy là ở trên đây là 0 đến 1 là 1 A, chia ra 10 khoảng, vậy là mỗi khoảng là 0,1 A. Đúng không? Vậy là khi chúng ta đọc qua, chúng ta đọc này, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Xin lỗi, 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 vân vân. Đó, khi em từ đó kim nó chỉ tới đâu thì các em đọc tới đó. Còn nếu mà cái kim mà nó gần vạch chi nào nhất á, thì các em đọc kết quả theo vạch chi gần nhất. Được chưa? Đó, chúng ta đọc ra thôi. Mà hầu như là các em á, cho thực hành xong rồi các em đọc sai lên sai xuống. Đó, đứa thì đọc ở dưới, đứa thì đọc ở trên. Không biết ghi theo kết quả của bạn nào. Đấy. Đó, thì tương tự cho vuông kế cũng vậy thôi. Vuông kế cũng vậy, các em cũng chuẩn bị các em lắp vào trước đi. Đấy, lắp vào. À, chút âm. Đấy, chúng ta chọn một là 16 V hoặc chọn 12 V. Đây tôi chọn 12 V đi. Đấy. Thì các em nhìn này, từ 0 đến 12 thì các em đọc phía trên, phía dưới các em bỏ qua, các em đừng có đụng đến. Các em xác định độ chi nhất trước đi. Từ 0 đến 2 là 2 V, chia ra thành 10 khoảng. Vậy mỗi khoảng là bao nhiêu? 2 mà chia 10 là bằng 0,2. Vậy là mỗi khoảng là 0,2 V. Nên khi đọc phải chú ý. Ví dụ như các em đọc như sau, ở đây là 4 đi. 4 này, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5, 5 này. Rồi 5,2, 5,4, 5,6, 5,8, 6. Đấy, tương tự mà đọc. Thì kim nó chỉ mới với vạch chi, gần vạch chi nào nhất thì em đọc theo kết quả đo theo vạch chi đó. Nằm ở giữa là nó nghiêng qua một chút, nghiêng qua gần vạch chi nào thì các em đọc vạch chi đó. Được chưa? Đó, vậy là việc xác định giới hạn đo và độ chi nhất là các em phải nắm rõ thì các em mới đọc kết quả đo mới đúng, thì mới ghi vào cái những cái giá trị vào cái bảng này mới chính xác được. Thì tôi giải thích kỹ chỗ này là thực tế là tôi đã tiến hành rồi, nhiều em ghi sai. Đấy, đã nói kỹ rồi mà vẫn ghi sai. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các em cánh mắt động mạch mắc song song. Thì bài thực hành này khó hơn so với bài thực hành trước rất là nhiều về việc mắc song song á. Nếu mà các em có kẹp á thì các em mắc song song thì sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng mà trên trường á, thì nếu không có kẹp á, chúng ta cắm bằng những đoạn dây này thì nó sẽ khó hơn nhé, hơi khó hiểu, nên các em quan sát cho kỹ nha.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp hai bóng đèn mắt song song. Ở đây này các em nhìn trong sách giáo khoa là hình bằng như dùng bằng kẹp đúng không? Thì các em còn dễ nhìn, dễ lắp hơn. Còn ở đây chúng ta lắp bằng chốt nó sẽ khó hơn, Được chưa? Bây giờ chúng ta trước khi mà chúng ta tiến hành thực hành thì chúng ta phải thực hiện cái phần điền từ tích hợp vào cái mẫu trước nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành thực hành. Đầu tiên các em quan sát ở đây á là quân kế được dùng để đo, chắc chắn là dùng để đo hiệu điện thế rồi đúng không? Thì các em ghi vào thầy biết chắc nha, hiệu điện thế giữa hai điểm, đo hiệu điện thế giữa hai điểm, các em biết hiệu điện thế vào. Khi câu B là chốt dương của quân kế được mắc về phía cực dương, lưu ý về phía cực dương của nguồn điện. Thứ hai là ampe kế dùng để đo cái gì các em? Chắc chắn là đo cường độ dòng điện rồi, cường độ dòng điện thì viết tắt nha. Và chúng ta mắc ampe kế phải như thế nào? Chúng ta phải mắc nối tiếp nha, mắc nối tiếp, dùng từ là nối tiếp là cái ampe kế này được nắm, được mắc liên tiếp với cái bóng đèn, mắc nối tiếp thì viết tắt là nối tiếp nha, nối tiếp ampe kế với động mạch để sao cho chút dương của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện. Đấy, mắc cho đúng nha. Đấy. Thứ hai là chúng ta đo hiệu điện thế giữa hơi mờ đúng không? Đây, đây. Đo hiệu điện thế đối với động mạch mắc song song. Đầu tiên là chúng ta tiến hành đo hiệu thế đối với động mạch song song. Vẽ vào khung dưới đây sơ đồ mạch điện tương tự hình 28.1 vào cái khung dưới này. Thêm vôn kế được mắc vào bóng đèn 2. Thì các em lật qua, các em vẽ lại hình 28.2 đây này. Sau đó các em vẽ lại cái hình này thôi. Rồi các em vẽ thêm một cái vôn kế vào mắc vào bóng đèn 2 thì các em đây vẽ vào đây. Đấy, thầy vẽ luôn nha. Đây này. Vôn kế là chữ V nha. Đó, cái mắc vào. Vẽ chỗ nào cũng được, chỗ này cũng được, chỗ này cũng được. Đấy, ở hai đầu đèn 2 nè. Chú ý chút dương ở đây. Tại vì cái này nó hướng về phía cực dương nè. Cái này là chút âm, hướng về phía cực âm. Được chưa? Bên này là chút âm. Đấy, thì các em vẽ hết cái sơ đồ này vào trong cái khung này. Được chưa? Vậy là xong chưa? Tiếp theo là chúng ta phải thực hiện mắc. Tiến hành mắc. Rồi mắc bóng đèn. Cách mắc này hơi khó một chút, lưu ý nha. Chúng ta quan sát cái mặt điện thật trước. Đây là nguồn điện công tắc. Thì chúng ta chuẩn bị nguồn điện công tắc là một cái bộ pin luôn. Bộ pin này gồm có nguồn điện và công tắc rồi thì chúng ta không cần mắc công tắc nữa. Được chưa? Lắp lên. Chúng ta sẽ mắc hai bóng đèn mắc song song. Đây hai bóng đèn mắc song song như này. Thì các em chỉ cần lấy một cái sợi dây nối từ chốt 1 sang chốt 3, chúng ta quy ước này. Chốt này chốt 1. Được chưa? Chốt này chốt, chốt 2. Nè, chốt 1, chốt 2, chốt 3, chốt 4. Chốt 1 nè, chốt 2, chốt 3, chốt 4. Chúng ta đem đi đấu cái chốt 1 với chốt 3 lại, thấy không? Sợi dây nó dài ra, nó cong ra thôi. Thì các em có chia cái điểm mời đây thì các em thấy không? Thì các em lấy một cái sợi dây các em đấu chốt 1 với chốt 3 lại. Đừng có nhìn đâu nữa, đúng không? Rồi chúng ta đấu đi nhé. Chốt 1 đấu qua chốt 3. Đấy, được chưa? Chờ lại chút nha. Chờ ra. Dạ. Rồi chốt 1, chốt 3 xong chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ lắp cái chốt bên đây, chốt 2, chốt 4 lại thành một sợi dây này. Lắp lại chốt 2, chốt 4 lại. Được chưa? Đó. Giờ chúng ta xem như là cái điểm này là điểm điểm M này. Điểm M đây này. Thấy không? Điểm M. Điểm này điểm N, được chưa? Điểm N bên này. Điểm N này, đó. Sau đó chúng ta sẽ lấy điểm M chúng ta đấu nó về cực dương. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đấu từ cái M về cực dương. Thì cái điểm M này này thực tế nó giống như số 3 thôi.
và thực tế nó cũng giống như số 1 thôi đúng không các em nè, các em thấy không? Đó, nên như khi mà chúng ta nối các em lưu ý các em cắm vào chốt nào cũng được. Chúng ta vi ước đèn này đèn 1, đèn này đèn 2 nha. Đó, nên đó, là tại vì chỗ này làm gì có chỗ mà để chúng ta nối. Vì thế chúng ta nối chỗ này cũng như chỗ này. Chỗ này cũng như chỗ này. Chỗ này này nối chỗ này cũng như chỗ này thôi. Mà chỗ này nó cũng như chỗ này. Và giống như cái chỗ này thôi. Để chưa? Lắp vô. Thấy chưa? Đó. Sau đó chúng ta đi về. Cái này cực âm của nguồn điện nha, cực âm của nguồn điện. Tương tự điểm N bên đây này. Điểm N này đi qua về cực âm đúng không? Thì điểm N chỗ này là điểm N này. Thì điểm N ngay chỗ này này, nó cũng như chỗ này, nó giống chỗ này, giống chỗ này, giống chỗ này thôi. Chỉ cần đấu vào đây. Giống nhau thôi. Đó, chỗ đó chúng ta phải phân biệt. Đấy. Về cực dương của nguồn điện. Chúng ta chọn giới hạn đo của nguồn, chúng ta chọn nguồn 6V nhé. Rồi, các em bật công tắc lên. Đấy, chúng ta điều chỉnh một chút. Đấy, đây là hai bóng đèn đã sáng đây chưa? Đây là cách lắp hai bóng đèn mắc song song với nhau. À, các em lưu ý khi lắp nhé. Được chưa các em? Đấy, cách mắc như thế này là mắc song song hai bóng đèn. Các em quan sát kỹ đi. À, chúng ta chỉ cần lắp lại như thế này thôi. Được chưa các em? Đấy. Thấy không? Điểm M ở chỗ này nè. Nó cũng như chỗ này thôi, chả khác gì hết. Hoặc là các em có thể cắm bên đây cũng được, nó như nhau cả. Rồi chúng ta đo hiệu điện thế. Rồi chúng ta tiến hành sau khi lắp xong, các em đi đo hiệu điện thế. U12 là giữ chốt 1 này này và chốt 2 là U12. Tắt nha. U12 ở đây này. Sau đó chúng ta đo U gì các em? U này là U34. U34 là chúng ta đo đây, U34. U này U12, U này U34. U12 là hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn số 1. U34 là hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn số 2. Chúng ta đo xong chúng ta điền vào trong này. Sau đó chúng ta đo hiệu thế hai đầu điểm M, điểm ngay chỗ này nè, mà chúng ta không có cách để chúng ta mở nó được thì chúng ta để thành M ở chỗ này. Điểm N bên này. Mà thầy nói đầu từ đầu chưa? Điểm M ở chỗ này thì nó cũng như điểm chỗ này thôi. Điểm N bên này này, nó cũng như chỗ này thôi. Vậy thực tế UMN cũng là U hai đầu đèn 2, cũng là U hai đầu đèn 1 luôn, thấy chưa? Vậy là chúng ta đo chúng ta phải xem, vậy là các em có thể dự đoán ngay á, thực tế U hai đầu đèn 1 cũng bằng U hai đầu đèn 2 luôn, cũng bằng U hai đầu MN luôn. Đó là dự đoán thôi. Nhưng mà chúng ta đo như thế nào? Vấn đề là đo để tìm ra quy luật ha, tìm ra quy luật về hiệu điện thế. Chúng ta chuẩn bị vôn kế để đo nhé. Đây cái vôn kế này các em. Nhớ khi lắp cho đúng chốt nha. Rồi bây giờ á, là chúng ta sẽ đo hiện thế hai đầu đèn 1, chính là ở chốt 1 và chốt 2 là U12 đó. Để các em điền vào trong cái bảng báo cáo này là U12 nhé. À, ở đây chúng ta lát nữa viết lại chỗ này nha. Rồi bây giờ chúng ta đo U12. Để đo U12 các em chuẩn bị quên kế đi. À. Rồi. Bật nguồn lên. Sáng đúng không? Chúng ta gắm chốt âm này nè. Đây nè. Hướng về phía cực âm của nguồn điện nha. Thầy làm có một tay nên các em thông cảm nha, hơi chậm. Đó. Thấy chưa? Đó là ở hai chốt 1 2 đây nè, cái vuông kế này nè. Đó, để đo hai đầu đèn 1 đi, U12. Bật nguồn lên đo. Rồi. Cho em đọc cái trị này. À, bao nhiêu đây? 2 này, 3 này. Nhớ là nói chưa, độ chi nhất cái này là 0,2. 3 này, 3,2, 3,4, 3,6. 3,6V nhé. Chúng ta bật tắt 3 lần chúng ta đo. Thì cũng 3,6 thôi ha. Để lấy trung bình á. À, nó lại xuống rồi kìa. Lại đi nha. Nó bị lỏng đấy. Lỏng hơn nó. Nó lỏng cái chỗ chốt này nè, nó dịch chuyển rồi. Cũng 3,6 đúng không? Rồi, chỉ 3,6 nha. Rồi, chúng ta điền vào đây là 3,6V. Tiếp tục chúng ta sẽ đo U chốt 3, chốt 4 là hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn số 2. Thì bây giờ chúng ta hết chỗ cắm rồi. Thay vì có kẹp thì các em kẹp vào. Nhưng mà cái này chúng ta không thể nào cắm vào hai chỗ này được. Vì thế chúng ta phải rút cái chốt này ra để chúng ta trừ chỗ để cắm vào cái vuông kế vào, hay là vuông kế vào.
thì các em sẽ rút cái chỗ này ra, các em rút chấm vào đây thì cũng vậy thôi. Thầy nói rồi, cái điểm M chỗ này này thì nó cũng như chỗ này thôi, thì điểm M chỗ này này thì nó cũng như chỗ này thôi, thấy không? Một sợi dây mà đây này, chúng ta nối ngắn lại thì nó cũng vậy thôi, thấy chưa? Nên là chúng ta rút cái chỗ này ra, chúng ta cắm vào đây đi. Tương tự cái chỗ này cũng vậy, các em cũng có thể rút ra luôn, rút ra luôn nha, rút ra. Cắm ở bên này để chúng ta chừa chỗ để cắm cái hai đầu vuông kế vào. Rồi chúng ta đã cắm cái vuông kế vào chút âm vào phía cực âm. Ở cái đây này dây nó hơi rối một chút, các em phải quan sát kỹ nha. Rồi tiếp theo chút thứ hai về phía này, chưa quan sát kỹ chưa? Đấy, đây là hai đầu của nguyên kế này, còn hai cái đầu này là hai cái đầu nó về nguồn đấy. Rồi giờ chúng ta bật nguồn, chúng ta đo, chúng ta đọc cái trị nhé, thấy không? Nó cũng vậy thôi, cũng là 3.6V thôi các em, chả khác gì cả. Rồi các em bật tắt 3 lần, các em đo trung bình thì nó cũng 3.6 thôi, chứ không có thay đổi gì nhiều ha. Rồi chúng ta đi vào 3.6V. Với là UMN đó, thì chúng ta trong thông qua thí nghiệm này chúng ta không thể đo được đâu, tại vì hai cái điểm này chúng ta không thể nào cắm vào chỗ này được. Vậy là thực tế hai điểm UMN cũng là U hai đầu điện 1 thôi, tôi nói nãy rồi ha, cũng là hai đầu điện 2 luôn, vậy nó không bằng bao nhiêu đó luôn nhé. Rồi từ đó các em sẽ đưa ra nhận xét về cái vi luật đối với hiệu điện thế trong trường hợp là mạch mắc song song, là hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn mắc song song là gì đây? Bằng nhau, bằng nhau. Được chưa? Và bằng hiệu điện thế giữa hai đầu điểm nối chung. À, nên U12 sẽ bằng U34 bằng UMN luôn. Rồi xong. Còn sơ đồ này tôi hướng dẫn các em vẽ vào được ha. Tiếp theo sau khi đo xong là đo cái hiệu điện thế xong, các em tìm được cái quy luật của hiệu điện thế đối với động mạch mắc song song. Chúng ta sẽ tìm cái quy luật về cường độ. Để tìm được quy luật về cường độ, các em phải đo các giá trị y này, các em viết vào bảng này, từ đó cố gắng tìm ra một cái quy luật. Trong quá trình đo mà chúng ta chưa thấy quy luật thì chúng ta phải kiểm tra cái quá trình đo của chúng ta và đọc kết quả để cho chúng ta tìm ra cái quy luật nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo y. Muốn đo y thì các em xem lại cái hình này. Đây à, ở trên là đèn 1, ở dưới đèn 2, chúng ta mắc ami kế vào đây. Chúng ta đi đem đo cái dòng đi qua Y1. Tại vì các em xem này, cái dòng điện đi từ cực dương đi về cực âm đúng không? Đi vòng qua cái thiết bị về cực âm. Thì dòng điện giống như dòng nước vậy, nó đi tới đây, nó gặp cái ngã ba này, nó phải chia ra hai nhánh. Một cái dòng đi qua cái đèn 1, một cái dòng qua cái đèn 2, sau đó nó tụ lại, nó đi về cực âm. Khi khóa ca chúng ta đóng. Thấy không? Vậy là chúng ta đặt cái ami kế ngay chỗ này để chúng ta đo cái đèn qua cường độ dòng điện qua đèn 1. Sau đó chúng ta tháo ra, chúng ta đo đặt ở dưới đây, chúng ta đo cường độ dòng điện qua đèn 2. Sau đó các em sẽ điền vào bảng nha. Các em điền vào bảng là Y1 là đo cường độ dòng điện qua đèn 1. Sau đó đo cường độ dòng điện qua đèn 2. Sau đó đo cường độ dòng điện mạch chính là chúng ta sẽ lắp vào ngay chỗ này. Bởi vì cái dòng chính này, dòng chính nó chạy tới đây là xong, nó chia ra hai nhánh, chúng ta đo đây hoặc là chúng ta đo bên đặt bên này cũng được, bên nào cũng được hết. À, bây giờ chúng ta sẽ đo cái Y1 trước nha, Y3 đèn 1 trước nha. Thì chúng ta sẽ tháo, thì thầy tháo cái vuông kế này ra. Rồi bây giờ là cái vuông kế là chúng ta không cần dùng nữa. Chúng ta lấy cái vuông kế bỏ ra một bên đi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng ami kế. Như ban đầu mình đã nói trước rồi, thì cái vi ước cái đèn này đèn 1, đèn này đèn 2. Thì cái dòng này dòng chính này, các em nhìn ha. Dòng đi từ cực dương đúng không? Dương này. Nó đi qua dây dẫn này, đi qua đoạn dây dẫn này nè, không thấy không? Dương nó đi qua đoạn dây dẫn này, sau đó nó sẽ chia ra, thì cái chỗ này giống như điểm M thôi, điểm N với điểm N thôi. À, phía bên này điểm N đúng không? Thì bên này nó chia ra một dòng đi qua đây, một dòng đi qua vòng này đi qua đây. Thì chúng ta sẽ đo Y1, Y1, cái lắp bên nào cũng được. Đây này, đây chính là chúng ta đo Y1 đi vòng qua đèn 1, chúng ta đặt cái ami kế ngay vô đây.
chẳng lẽ chúng ta cắt sợi dây ra sau đó lắp vào ami kế, không thể nào, thì các em rút cái chốt này ra đó. Đấy, các em đấu vào đây, chú ý chỗ này cực âm, tại vì cái này đang hướng về cực âm đây này, thấy chưa? Nên chỗ này đó, chúng ta đấu, chúng ta đo cái dòng nó đi qua cái đèn một này này, đó, nó chạy qua đèn một, hiểu không? Chúng ta chọn giới hạn đo 3 A, cắm vô đây đó. Đấy, vậy là chúng ta đã lắp xong cái ami kế để đo cái I1 này, có rối không? Đó, được chưa? Coi cho kỹ đi ha. Đó, dòng 3 I1, được chưa? Bật nguồn nha. Rồi chúng ta đọc giá trị bao nhiêu các em? Đọc ở trên nha, tại vì chọn 3 A, chọn đọc ở trên đó bao nhiêu. Giới hạn đo đây là độ, đây là một chia ra 10 khoảng, vì mỗi khoảng là 0.1 A, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4 A nha. Tôi tắt nguồn. Lần 1 là 0.4, chúng ta bấm lần 2 cũng 0.4 luôn, bấm lần 3 0.3, 0.4 luôn. À, vậy là chúng ta viết vào bảng là 0.4 A ở đây. Tiếp tục chúng ta đo dòng I2. Dòng I2 các em đo làm sao đây? À, lưu ý khi đo cái dòng I2 chúng ta đặt như thế nào cho hợp lý nha. Ở đây mà chúng ta không để ý chúng ta làm sai đó nha. Thì chúng ta sẽ lấy cái ami kế ra. Rồi chúng ta cắm lại như ban đầu đi. À, cắm lại như ban đầu. Đấy. Bây giờ chúng ta đo dòng đi qua cái bóng đèn 2, thì các em chỉnh cái sợi dây này lại. Chúng ta không thể nào cắm vào đây được nữa mà chúng ta cắm vào đây này. Rồi sau khi cắm xong á, các em đặt ami kế như thế nào cho hợp lý nha. À, rối chỗ này đúng không? Đấy, ami kế đặt ở chỗ đây đúng không? À, rối không? Đây. À, thì chúng ta sẽ đặt ở giữa đây này, được chưa? Rồi chúng ta sẽ rút cái này ra, chúng ta móc vào ami kế thôi. Chỗ này nó hơi rối, thật sự là hơi rối đấy. Đây, chúng ta sẽ gắm cái ami kế vào đây, rút này ra. Các em bấm vào chốt âm, sau đó cái chốt dương các em cắm vào bên này, chốt dương mà bên này. Đó, các em về rất là kỹ nha. Đó. Dù em mạch điện lắp mạch điện tốt thì các em thấy liền. Nhiều em mà không quen á, thấy rằng nó hơi rối chỗ này. Thấy chưa? Xong chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ đo nha. Đọc nguồn. Rồi, chúng ta đọc. Bao nhiêu? Cũng 0.4 luôn ha, phải không? Đúng rồi, 0.4 này gần vạch 0.4 này. 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 thôi chưa? Vậy là cũng 0.4 thôi. Tại sao nó vào 0.4? Tại hai cái bóng đèn này giống nhau. À, thì chúng ta dùng hai bóng đèn này có hiệu điện thế định mức giống nhau. Thì trong quá trình thực hành á, chúng ta nên chọn bóng đèn có hiệu điện thế định mức là 6V để bóng đèn nó sáng mạnh một chút, chứ chúng ta dùng cái bóng đèn 12V á, thì nó sáng yếu lắm. Nha. Nên trong quá trình thực hành thầy cô cũng thường nhắc các em nên chọn bóng đèn 6V chứ đừng có chọn bóng đèn 12V vì nó sáng yếu, tại vì cái hiệu điện thế định mức của nó lớn á, thì cần phải nguồn lớn, cái nguồn này có 6V nè, 4 cục pin này là tổng là có 6V thôi. Đó, vậy là 0.4 luôn, chúng ta điền vào đây là 0.4 A. Rồi chúng ta đo dòng mạch chính nữa là xong, thì chúng ta tháo ra là để lại như ban đầu nha. Chúng ta rút ra để lại như ban đầu. Sẽ để lại như ban đầu luôn. Đó, được chưa? Đứng ban đầu chưa? Đó. Vậy là chúng ta đo dòng mạch chính là đo cái dòng này nè. À, thấy không? Một là nó đi về cực âm. Hoặc chúng ta đặt bên này cũng được, đặt bên nào cũng như bên ấy thôi.
Cái em thích thì đặt bên này, đặt bên này. Đi cực dương này, trọng điểm đi từ trọng điểm mặt chính là đi từ cực dương này đi qua đoạn cái dẫn này này. Sau đó qua đèn 1 xong nó chạy qua đây qua đèn 2. Thấy không? Qua đèn 1 sau đó chạy qua đây chạy qua đèn 2. Bây giờ chỗ này là đặt AMK ngay chỗ đây là dòng mạch chính. Chúng ta lấy cái AMK mà. Cắm vào bên cực này, nhớ nha, bên này là về cực dương. Thì chúng ta cắm ở đâu đây? Đây là phía âm này. Đó. Sau đó chốt này đi về cực dương này, thấy chưa? Đấy, đây là cách đo dòng điện mạch chính á. Đây là vị trí để đặt AMK để đo cường độ dòng điện mạch chính. Hãy cho các em quan sát đi, quan sát kỹ nha. Khi mà chúng ta lên chúng ta tiến hành chúng ta phải mắc như thế này. Rồi chúng ta phải bật nguồn nhé. Các em đo dòng này đón đi. Rồi. Lúc này là 0,5, 0,6, 0,7 thôi. À, đáng lẽ là phải là lên một chút rồi, gần 0,8 này. Chúng ta sẽ làm cho nó tiếp xúc tốt một chút nào. Dùng càng lâu này nó càng nóng thì kết quả đo nó càng kém chính xác một chút. Nó lên 0,7 à, các em thấy không? Giờ nó hơn 0,8 này, thấy chưa? 0,8 này, thấy không? Nên các em đóng tắt nhiều lần lên để các em đo cho nó chính xác nha, 0,8 rồi, thấy chưa? Hợp lý với kết quả đo thì ra được, chúng ta ra được cái bi lục. Chứ nếu mà các em mà để 0,7 vào thì các em không thấy bi lục, thấy không? Giờ là 0,8 rồi, thấy không? Do bóng đèn nó càng nóng lên thì điện trở bóng đèn nó càng lớn, dòng điện qua nó càng nhỏ, nên nó kết quả đo nó gây ra sai số. Thứ hai, chúng ta dùng lâu quá thì bóng đèn nó quá nóng rồi, điện trở nó tăng lên nha. Vậy là chúng ta sẽ để ý là các em là phải lưu ý là đo cho nhiều lần, chúng ta cố gắng tìm ra bi lục. Tại vì ban đầu chúng ta không là chúng ta đọc 0,7 là chúng ta điền vào đây 0,7 là chúng ta không thấy bi lục đâu. Nhưng mà chúng ta bật tắt nhiều lần chúng ta thấy rằng nó lên 0,8 thì các em sẽ lấy giá trị là 0,8 nha. Đó, nên đó là chúng ta mới tìm ra được bi lục. Cố gắng phải tìm ra cái bi lục. Nên đó là chúng ta ghi vào đây là 0,8 ampe. Thấy chưa? Vậy là cái dòng chính này nó bằng hai dòng này. Giống như một dòng nước nó chia ra hai dòng vậy. Còn nó có sai số một chút là do là quá trình mình dùng thì nó sẽ bị nóng lên ha, gây ra ảnh hưởng đến kết quả. Rồi giờ chẩn xét này, cường độ dòng điện mạch chính như thế nào các em? Bằng gì? Bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rễ, nên cái Y là mạch chính này nó sẽ bằng Y1 cộng Y2. Đó, vậy là chúng ta đã thực hiện xong bài thực hành bài 28. Vậy mục đích của bài này hay là nó mục tiêu của bài này là chúng ta phải biết cách mắc hai bóng đèn mắc song song. Sau đó chúng ta đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 2, đưa ra vi lục về hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Có nghĩa là hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1 bằng hiệu điện thế hai đầu đèn 2 và hiệu điện thế bằng hiệu điện thế giữa hai đầu động mạch luôn. Còn thứ hai là chúng ta tìm mối quan hệ, tìm vi lục về cường độ dòng điện, thì cường độ dòng điện mạch chính trong trường hợp này bằng tổng cường độ dòng điện qua các mạch rễ, được chưa? Đó chính là hai vi lục đối với động mạch mắc song song các em cần phải nắm để vận dụng làm rất là nhiều bài tập bây giờ lớp 7 cũng như sau này các em học về vật lý nha. Rồi cảm ơn các em đã theo dõi video.